coi thử bằng MU DT nha các bạn. Rồi để tham dụng anh mô tả mình đăng ký một cái từ khóa sau nha. Register now. Các bạn đăng ký một cái tài khoản nha các bạn. À, các bạn thông cảm các bạn, máy mình lót chậm quá, mất thời gian các bạn quá. Như các bạn bỏ 3-4 phút ra thì mình xem cái video, các bạn đăng ký cái tài khoản là các bạn có tiền các bạn. Mình gọi đầu tiên thì các bạn enter email password, xác nhận password là gọi các bạn. Email anh Nhân Quỳnh. Anh Quỳnh 5991.com bắt quạt anh 4 số 1 đi 3 3 4, anh 4 số 1 đi. Rồi thăng đi, rồi các bạn nhấp tiếp là xác nhận các bạn, mật khẩu là anh nè 4 số 1 4, thằng này các bạn có chữ ghi qua các bạn. Rồi các bạn nhấp vào, tôi không phải là người máy. Rồi các bạn bấm nút sign up các bạn. Chờ các bạn, chờ nó kiểm tra các bạn. Các bạn nhớ cho xin mình một like, rồi sau khi không bao giờ đi. Rồi sau khi các bạn đăng ký rồi, các bạn ra một exchange nè, currency exchange nè, là các bạn được 1000 coin, các bạn mua hết form. Rồi mình hướng dẫn các bạn đổi qua luôn ha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một, rồi cái đây là link ghép của các bạn nè, các bạn lấy link ghép này chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm tập cận nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào exchange to USD nha các bạn. Đang mình đổi ra cái đồng USDT đang mình đầu tư đang. Rồi mình đổi ra chưa ta, để nhập lại coi. Rồi 10 mình đã đổi ra được thành công các bạn. Rồi nè, sau khi đổi 10 cái đồng coin này nó xuống là 10 cái chữ deposit này là thành công các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba cái quả tiếp theo nè, các bạn bấm vào một mi invest nha bạn, là một đầu tư, một investment, một đầu tư nè, mi invest ten. Các bạn nào không biết thì dịch cái tiếng Anh nha các bạn, phải không ta, lộn mà bạn ơi, tiếng Anh mình investment chứ, một cái này nữa các bạn, một thứ ba. Rồi đây nè, rồi các bạn bấm vào một số 10 nha các bạn. Nè các bạn nhận lãi là 0.008 USD mỗi ngày nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nhấp invite phép nha các bạn. Rồi như vậy là mình đã đầu tư thành công nha các bạn. Phan cái mình qua cái mục trang cá nhân của mình kìa. Ủa sao còn 10 USD thinh ta. Vâng các bạn, để mình chuyển qua một tiếng Việt qua các bạn. Bây giờ cài đặt nè. Lộn các bạn. Mà giờ qua dấu gạch nè, qua mục dịch chứ, dịch của tiếng Việt nè. Rồi bạn qua dấu gạch nha các bạn. Sao nó không dịch với tiếng Việt ta?
hay gọi là dịch giữa tiếng Việt. Đi bullshit with gao. Đây là hệ thống của mình các bạn. Những hệ thống chia sẻ có tầng có bậc nè. Còn đây là with gao, sau khi chừng nữa các bạn đầu tư xong các bạn bấm vào with gao các bạn, còn đi bullshit là nạp. Me invested. Đúng rồi các bạn, mà sao mà nghe các bạn nó kỳ quá. Con này chương trình nó kết góp kết thúc vào ngày 10 tháng 4 các bạn, là nó nghỉ cho phi 10 đô các bạn. Các bạn cố gắng làm các bạn. Sao phục rồi. Góc nghiêng đâu sao không thấy góc nghiêng luôn. Mới ăn ra hoài các bạn. Set mail xơ mẹ nhảy lúc không mà trời. Con này kết thúc vào ngày 20, từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4 là kết thúc nhận 10 đô phi các bạn. Vô một invite set. Các bạn vào một đầu tư bấm 10 là đầu tư các bạn, mình đầu tư rồi nãy thành công như là thành công đó các bạn. Vậy video mình kết thúc các bạn. Nói thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment dưới các bạn. Mình nhận lãi này nè các bạn. Mình đã nhận lãi được 0.08 UD mỗi ngày các bạn. Mẹ cái máy này bị khùng.